Rất vui mừng được gặp lại toàn thể quý vị đại biểu, các cô chú thí sinh cùng các cổ động viên đang có mặt trong đêm chung kết hội thi tài năng tại Đại Đường mở rộng lần thứ 2 năm 2024 của thị xã Hòa Thành. Và thay mặt cho ban tổ chức cũng như là những người thực hiện chương trình, anh Huy xin được gửi một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị. Cô chú thí sinh cùng các cổ động viên thân mến, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2024 của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, góp phần thực hiện những giá trị văn hóa dân tộc theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng. Qua đó phát hiện những hạt nhân văn nghệ đóng góp cho phong trào văn nghệ quần chúng của thị xã. Trải qua đêm sơ khảo với gần 50 lượt thi trong hai bảng, ban tổ chức đã tìm ra được 15 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết. Và buổi tối hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành tổ chức đêm chung kết hội thi tài năng tại đường Cải Lương mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Đó là lý do của buổi tối hôm nay. Đến dự đêm chung kết hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lương Thị Ngọc Thanh, thị ủy viên phó ban tuyên giáo thị ủy Hòa Thành. Trong đêm chung kết hôm nay, chúng tôi cũng xin được đón tiếp ông Trần Phước Ninh, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành, trưởng ban tổ chức. Và cùng với sự góp mặt của gần 20 thí sinh xuất sắc, đông đảo các cổ động viên đã đến cổ vũ tinh thần cho các thí sinh cùng với phóng viên báo đài đến dự và đưa tin. Một lần nữa xin một tràng pháo tay để chào đón. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các thành viên ban giám khảo trong đêm chung kết tối đêm nay. Xin được trân trọng giới thiệu soạn giả Hoàng Chính, hội viên Hội sân khấu Việt Nam, trưởng ban giám khảo hội thi. Xin được trân trọng giới thiệu ông Từ Văn Tài, hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Ngọc Vân, hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu ông Châu Ân Hiền, hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, thành viên. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lương Thị Ngọc Thanh, phó ban tuyên giáo thị ủy Hòa Thành, thành viên. Và xin được giới thiệu thư ký của hội thi hôm nay, bà Lê Thị Hải Quyên. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị ban nhạc của hội thi hôm nay, những nhân vật có vai trò quan trọng để giúp cho các thí sinh của chúng ta hoàn thành tốt phần dự thi của mình, góp phần vào sự thành công chung của hội thi hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Thanh Tú, hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, đơn guitar. Ông Hoàng Thiện, đơn sớm. Ông Phan Tài, đơn trăng. Ông Trường Giang, đơn organ. Và thay mặt ban tổ chức, xin được cảm ơn thành viên của ban nhạc đã có mặt trong hội thi lần này. Một lần nữa xin được cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, để hội thi được diễn ra thành công hơn, các thí sinh sẽ dự thi theo số danh mà ban tổ chức đã niêm yết. Sau đây, ban tổ chức xin mời các thí sinh có số danh từ 1 đến 8 chúng ta tiến lên sân khấu để chuẩn bị cho phần dự thi của mình. Và xin lưu ý với các thí sinh có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay,
Sau khi hoàn thành xong phần dự thi của mình, thì các thí sinh sẽ nán lại sân khấu để nhận kết quả trực tiếp từ ban giám khảo. Sau đó chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống bên dưới để dự khán và cổ vũ tinh thần cho các thí sinh còn lại. Và thay mặt ban tổ chức, xin được chúc cho các thí sinh trong đêm chung kết của chúng ta ngày hôm nay sẽ bình tĩnh, tự tin và hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình. Và bây giờ, đêm chung kết hội thi tài năng tài tử cải lương mở rộng lần thứ 2 năm 2024 của thị xã Hòa Thành xin được bắt đầu. Và xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón phần dự thi của thí sinh đầu tiên mang số báo danh 01, thí sinh Nguyễn Thanh Hùng đến từ đơn vị Long Thành Bắc, dự thi vọng cổ câu 126 trong bài Dưới ánh trăng xuân, tác giả Viễn Châu. Và thí sinh mang số báo danh 02 chuẩn bị.